Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh YouTube của công ty Hồng Ký. Như vậy là ở video trước, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị dòng máy hàng HK Mid 200i với công suất mạnh mẽ và nhiều tính năng vượt trội. Ngày hôm nay, nhằm giúp quý vị có thể sử dụng một cách dễ dàng và an toàn hơn, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách lắp đặt và vận hành máy hàng HK Mid 200i. HK Mid 200i thuộc dòng máy hàng Mid, sử dụng nguồn điện một pha 220V, ứng dụng công nghệ inverter hiện đại. Máy có công suất đầu vào 9kVA, sử dụng cuộn dây từ 0.8 đến 1mm. HK Mid 200i điều chỉnh dòng điện ra từ 100 đến 200A, với hiệu suất hàng lên đến 60% tại dòng hàng 200A, đạt 100% tại dòng hàng 140A. Trên đây là toàn bộ dụng cụ, phụ kiện phục vụ cho việc lắp đặt máy HK Mid 200i, gồm một bộ súng hàng Mid, một bộ dây kèm mask, một đồng hồ khí CO2, một ống dẫn cấp khí, một cuộn dây hàng, một bình khí CO2. Ngoài ra còn có kềm mũi nhọn, mỏ lết, vít ba ke, vít dẹp, búa. Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, quý vị cần trang bị thêm mặt nạ hàng, găng tay, quần áo, yếm da chống cháy và giày bảo hộ. Cảnh báo, để đảm bảo an toàn cho cả người sử dụng và máy, chúng tôi khuyến cáo quý vị không nên đấu nối nguồn điện hoặc bật công tắc nguồn sang on khi chưa lắp đặt xong. Để vận hành, trước tiên chúng ta lấy cuộn dây lắp vào máy. Ở đây chúng ta xoay ngược chiều kim đồng hồ để tháo nắp giữ ống cố định cuộn dây. Sau đó đưa cuộn dây vào ống giữ cuộn dây, cố định và siết chặt cuộn dây. Tiếp theo, chúng ta mở nắp chắn bộ phận cấp dây. Ở đây, chúng ta gạt thanh chỉnh sức ép sang trái. Thanh chứa con lăn ép dây sẽ được bật lên. Sau đó, xoay nắp giữ con lăn ngược chiều kim đồng hồ để tháo nắp. Lưu ý, trên con lăn dẫn dây có hai rãnh với kích thước khác nhau là 0.8mm và 1mm. Khi chúng ta lắp cần lựa chọn kích thước của rãnh phù hợp với đường kính dây hàng. Ví dụ đường kính dây hàng là 0.8mm thì rãnh trên con lăn được chọn là 0.8mm. Tương tự như vậy với đường kính dây hàng là 1mm. Lắp con lăn dẫn dây vào trục motor. Sau đó xoay nắp giữ con lăn theo chiều kim đồng hồ để siết chặt. Tiếp theo, chúng ta luồn dây hàng từ cuộn dây qua ống dẫn dây. Tiếp tục giữ dây qua rãnh con lăn và xuyên vào ống dẫn dây để vào súng hàng. Sau đó, gạt thanh chỉnh sức ép sang phải. Ở đây, chúng ta xoay thanh chỉnh sức ép để tăng hoặc giảm sức ép lên thanh chứa con lăn dẫn dây. Xoay cùng chiều đồng hồ để tăng, ngược chiều để giảm sức ép lên dây. Trên thanh chỉnh sức ép có các vạch chia, giá trị vạch càng lớn sức ép con lăn lên dây càng lớn và ngược lại. Sức ép con lăn lên dây nên để ở mức vừa phải, không nên quá lỏng hoặc quá khít. Nếu quá lỏng, dây hàng sẽ dễ bị trượt trên con lăn khiến dây ra không đều, hoặc quá khít sẽ dễ khiến dây bị kẹt và khiến con lăn dẫn dây nhanh bị mòn, đồng thời làm giảm sức chịu đựng của motor. Tiếp theo, ta lắp súng hàng Mid vào chốt kết nối súng hàng Mid trên máy. Đối với phương pháp hàng Mid, súng hàng sẽ kết nối với cực dương của nguồn đầu ra. Kẹp mask sẽ kết nối với cực âm nguồn đầu ra. Để đảm bảo an toàn, chúng ta đeo bao tay vào trước khi cho kẹp mask tiếp xúc với vật hàng. Chúng ta cần lưu ý, cố định bình khí nén sao cho không để bình ngã làm van khí hỏng, không để bình gần khu vực hàng. Chúng ta chuẩn bị các dụng cụ, băng keo non, vít, mỏ lết. Trước tiên, ta kết nối đồng hồ đo khí CO2 vào bình khí. Sử dụng clê hoặc mỏ lết để siết chặt răng của đồng hồ khí. Lưu ý để thước đo của lưu lượng khí luôn đứng. Tiếp theo, lắp cố định một đầu ống dẫn khí vào chốt kết nối khí ở mặt sau của máy. Đầu còn lại lắp và cố định vào vòi dẫn khí từ đồng hồ CO2. Dùng cao su non, vít siết chặt cổ dê để tránh tình trạng thoát khí.
Tiếp theo, lắp dây nguồn của đồng hồ khí vào ổ nguồn 36V ở mặt sau của máy nếu máy đang sử dụng đồng hồ đo khí CO2 cho nguồn 36V. Nếu đang sử dụng đồng hồ CO2 dành cho nguồn 220V, không được cắm vào nguồn 36V trên máy mà phải cắm vào nguồn 220V theo đúng với yêu cầu của nhà sản xuất, nếu không sẽ gây hư hỏng đồng hồ. Nối phích cắm kết nối vào nguồn 220V AC một pha, bật công tắc nguồn sang on thì lúc này máy sẽ bắt đầu hoạt động. Bây giờ ấn giữ nút ra dây nhanh trên mặt trước máy cho dây chạy ra đến đầu súng hàng. Sau đó ta lắp bếp tiếp điện. Cùng với chụp khí vào súng hàng và siết chặt, đảm bảo kích thước bếp tiếp điện phù hợp với kích thước dây hàng. Nếu lỗ trên bếp tiếp điện lớn hơn kích thước dây hàng được sử dụng, có thể làm dây hàng tiếp xúc không hoàn toàn với thành trong của bếp tiếp điện, gây ra tình trạng hồ quang không ổn định, hoặc kích thước dây lớn hơn kích thước lỗ trên bếp tiếp điện sẽ gây ra tắc nghẽn dây hàng. Vừa rồi, HK Mix 200i đã được hàng với dây hàng 1 ly. Như quý vị đã thấy, máy hàng HK Mix 200i hàng rất êm, sướng tay, độ ngấu sâu, chất lượng mỗi hàng thì đều và rất đẹp. Thưa quý vị, như vậy là chúng tôi đã hoàn tất quy trình lắp đặt và vận hành máy hàng HK Mix 200i và hy vọng rằng với video này, quý vị có thể lắp đặt và vận hành máy hàng HK Mix 200i một cách dễ dàng hơn. Và nếu như quý vị quan tâm dòng sản phẩm này, vui lòng để lại tên cũng như là số điện thoại ở phía dưới comment. Chúng tôi sẽ liên hệ và giải đáp tận tình cho quý vị. Và nhớ là đừng tiếc cho chúng tôi một like và một subscribe nếu quý vị thấy video này hữu dụng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.